Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập phát triển năng lực toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 2. Hình vuông, hình trầu, hình tam giác, hình chữ nhật. Rồi, cái hình vuông đây, trên tay thầy có một cái miếng đây hình vuông, được. Đây, hình vuông. Hình vuông có đặc tính là bốn cạnh này bằng nhau, được. Thầy xoay như thế này nó cũng là hình vuông ha. Thầy để như thế này cũng hình vuông nha. Thầy quay như thế này cũng hình vuông. Rồi quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình vuông. Rồi. Rồi tiếp theo hình tròn. Đây, đây là hình tròn. Đây, hình tròn. Đấy. Đây, ví dụ như cái đồng xu này cũng hình tròn này. Đó, cái đồng xu này. Đấy, cái đồng tiền này, đó, hình tròn. Rồi, tiếp theo có hình chữ nhật. Cái hình chữ nhật này đây. Đó. Hình chữ nhật thì nó sẽ có là hai cái cạnh này ngắn hơn. À. Hai cạnh này là dài hơn. Đó. Chúng ta xoay như thế này nó cũng là hình chữ nhật. Xoay lên như hình chữ nhật. Đấy. Rồi có hình tam giác. Tam là 3, giác là cạnh hoặc là góc. 1 2 3 đây. Chúng ta xoay như thế này cũng là hình tam giác. Ta để như thế này cũng là hình tam giác. Nó quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình tam giác. Đó. Rồi tóm lại thì cái hình đây là hình hình vuông. Hình vuông là có bốn cạnh bằng nhau. Đó. Còn hình tròn thì dễ rồi. Đó. Nó giống như đồng tiền vậy. Còn cái hình chữ nhật, hình chữ nhật thì có hai cạnh này là ngắn hơn, thì gọi là chiều rộng. Còn hai cạnh này dài hơn, gọi là chiều dài. À. Còn hình tam giác là có ba cạnh. À. Rồi, bài số 1. Tô màu giống nhau cho các hình cùng dạng để giúp các bạn tìm được đồ vật của mình theo mẫu. Như vậy đây là cái hình chữ nhật, là màu hồng, màu hồng, màu hồng, màu hồng hết. À. Rồi tiếp theo cái hình tròn, hình tròn thì chúng ta tô cái màu tím tím này, như vậy mới tô có một hình nè. Rồi chúng ta tiếp tô tiếp cái hình tròn này, cái màu nó không cái hơi không có giống hoàn toàn ha, nó hơi lệch lệch một chút xíu. Rồi, như vậy là xong cái hình tròn. Chúng ta qua cái hình hình vuông màu xanh này. Cái này hơi nhạt hơn tí. À, tô nhanh ha, tương đối thôi ha, còn mấy em tô cho đàng hoàng ha. Rồi để mà thầy tô cho hết cái này đã hết tốn thời gian quá. Với lại cây bút của thầy nó bị tòa, phải làm nhọn lại chúng ta tô mới chuẩn được. Rồi, thầy tô tương đối vậy ha.
Thế này là hình tam giác. Tam giác nó tô màu này. Rồi. Như vậy là đủ. Chúng ta qua bài số 2. Tô màu các đồ vật bên dưới cùng hình dạng, em tô cùng một màu. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ có hình tròn, ta tô hình tròn. Hình tròn là màu, ta chọn cái màu xanh. Rồi bên này có mấy hình tam giác à. Hình tam giác thầy sẽ chọn, thầy sẽ tô màu màu vàng. Cái tam giác mà nó bọc cái hình tròn này. Rồi. Tam giác. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì ta thấy là đây là ba cái hình vuông này, đó. Ba cái hình vuông cùng lúc luôn, tô cùng lúc luôn. Ở đây cái này nè, cái hình vuông này nữa. Rồi, cái này nó là hình chữ nhật, rồi, có hình chữ nhật này. Hình trên cũng hình chữ nhật, hình dưới cũng hình chữ nhật. Này. À, cái này nó cũng là hình chữ nhật luôn. Rồi mấy cái hình nhỏ nhỏ này là nó cũng là hình chữ nhật này. À, cái hình nhỏ nhỏ này cũng là hình chữ nhật. Cái chân này cũng là hình chữ nhật. À, cái này cũng là hình chữ nhật này. Cái chân này cũng hình chữ nhật. Cái này nó cũng là hình chữ nhật. Cái này là nó cũng là hình chữ nhật. Bên này nó cũng là hình chữ nhật. Rồi. Rồi là xong. Nó qua bài số 3. Vẽ hình theo hướng dẫn. Đây là cái hình hình vuông. Như vậy thì chúng ta dựa vào những cái chấm chấm này chúng ta vẽ. À, đây 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 được. Đây
nấu lên đây, đây nấu lên đây, đây chúng ta nấu qua, là cái này đây thì ngay chỗ này nó sẽ lên đây, nấu lại, nấu lại. Rồi cấu hình này là đây, có sẵn đây, nấu lại, nấu lại. Rồi cái hình tam giác, này là chúng ta nấu lại đây. Rồi còn cái hình tròn thì chúng ta nối lại nhưng mà nó sẽ không có trầu, nó sẽ méo méo nè. Rồi chúng ta tận dụng với cái thước á, cái thước nó có lỗ tròn này nè, nó để vào đây chúng ta vẽ theo cái chấm chấm này. Đấy. Đây rồi, rồi cái này thì cũng vậy, chúng ta để theo cái chấm chấm này chúng ta vẽ. Rồi, rồi xong. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Nối vật với hình có dạng tương ứng. Vật với hình có dạng tương ứng. Đây, đây là cái bánh thì nó dạng hình tròn vào đây. Cái này thì nó là dạng hình vuông. Cái tivi này thì nó dạng hình chữ nhật. Và cái móc này nó là cái dạng hình tam giác. Cái bánh này nó dạng hình tam giác. Cái đồng hồ này thì nó dạng hình vuông. Cái lá cờ này thì dạng hình chữ nhật. Và cái bảng, cái biển báo giao thông này thì nó là hình hình tròn. Chúng ta qua bài số 5. Đố vui kể tay một vài đồ vật xung quanh em có dạng hình tròn. Hình tròn chẳng hạn như là cái đĩa, cái bánh xe, hoặc là cái viên gạch, không phải cái viên gạch mà cái biển báo giao thông nó có nhiều dạng lắm, ví dụ như cái này đây. Đó. Rồi chúng ta chẳng hạn như là chúng ta nhìn ở dưới này, chúng ta nhìn lên mặt mặt trăng thì thấy nó có dạng hình tròn. Rồi những cái đồng xu, đồng tiền, ví dụ những cái này, đấy, những đồng tiền xu này nó có dạng hình tròn. Rồi dạng hình vuông, dạng hình vuông ví dụ như mấy cái viên gạch mà lốc nền nhà, mấy viên gạch men á, lốc nền nhà nó có dạng hình vuông. Hoặc là cái đồng hồ, cái đồng hồ đó là dạng hình vuông. Rồi hình tam giác, hình tam giác là chẳng hạn như cái thước đây nè, như đây là cái thước EK, có hai ba loại cái thước EK như thế này, nó là cái dạng hình hình tam giác. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái, nhìn lên cái mái nhà chúng ta thấy có một cái dạng giống như cái hình tam giác kìa. Cái biển báo giao thông nó cũng có một cái dạng hình tam giác nha, biển báo giao thông. Rồi hình chữ nhật, hình chữ nhật là chẳng hạn như có mặt bàn, được không? Rồi chẳng hạn như là cái màn hình máy tính, màn hình tivi, rồi cũng có gì dạng viên gạch men mà người ta họ làm theo cái dạng là hình chữ nhật. Rồi chẳng hạn như cái cửa, cửa mình đi ra đi vào đó, thì đó là những cái dạng hình chữ nhật. Rồi quyển sách, quyển vở nè, thì nó là có dạng hình chữ nhật. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Em hãy vẽ và tô màu một bức tranh được tạo bởi các hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Người ta họ gợi ý là đây là một cái ngôi nhà,
cái mái nhà nó là hình tam giác, ở trên là hình tròn, cái cửa đi vào nó là hình chữ nhật. Rồi ta sẽ vẽ cái một cái xe à. Một cái xe. À, một cái xe này là hình tròn, hình tròn của bánh xe là hình tròn, cái thùng xe này, cái đuôi xe nó là hình chữ nhật, cái đầu xe nó là hình vuông, và cái này là hình tam tam giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.